huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định chính là nguyên quán của vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, ông sinh năm 1838, mất năm 1868. Tên thật là Nguyễn Văn Lịch, khi tham gia nghĩa quân thường được gọi là Quản Trơn, Quản Lịch. Ông sinh năm Mậu Tuất năm 1838 tại làng Bình Nhật, huyện Cửu An, phủ Tân An, nay thuộc xã Thạch Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Nguyên quán ở xóm Lưới, làng Vĩnh Hội, tổng Trung An, huyện Phú Cát, trấn Bình Định, nay là thôn Vĩnh Hội, xã Cát Hải, huyện Phú Cát, tỉnh Bình Định. Nguyễn Trung Trực nổi tiếng giỏi võ từ nhỏ, cương trực nghĩa hiệp, giàu lòng yêu nước, thương dân. Ông là thủ lĩnh phong trào khởi nghĩa chống Pháp ở Nam Bộ, đã trực tiếp chỉ huy nhiều trận đánh oanh liệt, trong đó có hai chiến công vang dội. Thứ nhất là đốt cháy và làm chìm tàu Esperance, tàu Hy vọng, trên vàm Nhật Tảo năm 1861, và tiêu diệt đồn lũy đầu não của giặc Pháp ngay tại tỉnh Lỵ Rạch Giá năm 1868. Ông bị giặc Pháp bắt, không thuyết phục dụ dỗ được ông, chúng tra tấn dã man và xử chém ngày 27 tháng 10 năm 1868. Nguyễn Trung Trực có câu nói nổi tiếng: bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người đánh người Nam đánh Tây. Ý chí đấu tranh và anh dũng và sự hy sinh bất khuất của ông là tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước, chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. Đền thờ Nguyễn Trung Trực là một trong những di tích tham quan tại Bình Định, nơi đây cũng chính là nguyên quán của cụ Nguyễn, người anh hùng dân tộc cứu nước. Để bày tỏ tấm lòng tự hào cũng như tri ân anh hùng Nguyễn Trung Trực, tỉnh Bình Định đã đầu tư xây dựng địa điểm tham quan tại Dốc Sáo, thôn Vĩnh Hội, xã Cát Hải, huyện Phú Cát, tỉnh Bình Định. Nơi đây không chỉ để bày tỏ tấm lòng tự hào cũng như sự tri ân đến Nguyễn Trung Trực mà còn là một điểm tham quan, lưu trữ truyền thống lịch sử, cùng với đó là tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm cho quần chúng nhân dân, nhất là thế hệ tương lai con em chúng ta mai sau. Với lối kiến trúc phương Đông xuyên suốt, đền thờ Nguyễn Trung Trực được thể hiện rõ nét qua từng không gian. Đầu tiên là cổng tam quan, với những lớp ngói được trang trí vô cùng tỉ mỉ, đặc biệt hơn còn có hai con sư tử đá đứng sừng sững phía trên cùng. Không những thế, kế bên hai cổng phụ là hai bức phù điêu được chạm khắc tinh xảo, được đặt đối xứng nhau, tạo lên sự cân đối cho đền thờ Nguyễn Trung Trực. Bước vào bên trong khuôn viên đền Nguyễn Trung Trực, đập vào mắt ta lúc này là cuốn thư đá tứ quý đại diện cho bốn loại cây gồm tùng, cúc, trúc, mai. Bên cạnh đó còn có tượng trưng cho bốn mùa và bốn đức tính của người quân tử theo quan niệm của cha ông ta. Ở khu vực trung tâm là đền thờ Nguyễn Trung Trực, với kiến trúc vẫn phảng phất nét xưa cổ, với lớp mái ngói đỏ cùng với hình uốn lượn được chạm khắc tinh tế. Ngay trước điện thờ cũng có một bức phù điêu bằng đá tái hiện bức tranh lịch sử oai hùng, đó là chiến công oanh liệt của cụ Nguyễn Trung Trực khi lãnh đạo nghĩa quân đốt cháy và làm đám tàu Esperance của Pháp trên sông Nhật Tảo vào năm 1861. Nhìn bên phải của điện thờ ta có thể thấy nhà quản lý và nhà vọng cảnh, còn phía bên trái sẽ là nhà soạn lễ và nhà bia. Bên cạnh đó, cảnh quan của đền thờ Nguyễn Trung Trực vô cùng quang đãng và trữ tình.